Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Khám Phá Huyền Bí. Các bạn thân mến, trong lịch sử loài người, chúng ta đã có những câu chuyện dân gian về những sinh vật bí ẩn tồn tại trên trái đất. Rất nhiều trong số này chỉ là những câu chuyện viển vông, tuy nhiên một số đã trở thành sự thật. Hãy cùng tìm hiểu về những bằng chứng về sự tồn tại của khủng long cho đến tận bây giờ qua video của Khám Phá Huyền Bí ngày hôm nay các bạn nhé. Nếu khủng long sống trên hành tinh của chúng ta, có rất nhiều nơi để chúng ẩn náu. Một trong những vị trí đắc địa sẽ là lưu vực Congo, vì đây là khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai trên thế giới. Khu vực này khoảng hơn 2 triệu km2, nó lớn hơn toàn bộ Ấn Độ hoặc gấp 10 lần Na Uy. Kết quả là có rất nhiều nơi trong lưu vực mà quái thú có thể ẩn náu. Do kích thước của nó, khu rừng nằm vào 6 quốc gia: Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Guinea Xích đạo và Cộng hòa Congo. Cộng hòa Dân chủ Congo là quốc gia lớn nhất trong số 6 nước này, với diện tích hơn 1,4 triệu km2. Nó cũng chứa 12,5% diện tích rừng mưa nhiệt đới còn lại của thế giới. Để hiểu rõ hơn, lưu vực Congo không phải là Cộng hòa Dân chủ Congo hay Cộng hòa Congo. Lưu vực Congo là một thực thể riêng biệt, đó là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm trong câu chuyện này. Ngoài rừng mưa nhiệt đới, lưu vực còn có một phần của sông Congo, đó là con sông dài thứ 5 trên thế giới với chiều dài 4.640 km. Các lưu vực Congo được cho là chứa hơn 1.000 loài chim. Do kích thước khổng lồ của lưu vực Congo, rất nhiều khu vực chưa được các nhà khoa học khám phá hết. Lý do lưu vực Congo không được khám phá đầy đủ là do một số yếu tố: kích thước khổng lồ của nó, bạo lực và mất ổn định trên toàn khu vực lưu vực. Do vậy, không an toàn cho các nhà khoa học khi khám phá những khu vực chưa được khai thác này. Đã có nhiều câu chuyện về các sinh vật kỳ lạ trong lưu vực, nhưng chúng đều chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những vấn đề nguy hiểm đó đã lắng xuống và kết quả là mọi người có thể bắt đầu khám phá khu vực. Ví dụ, 6 loài mới bao gồm 2 con ếch mới và 1 con rơi đã được tìm thấy vào năm 2007. Nhà nghiên cứu Andrew Blumjay cho biết, nếu chúng ta có thể tìm thấy 6 loài mới trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nó khiến bạn tự hỏi còn có gì khác nữa không? Trên hết, 10% thực vật thu thập được đều không được xác định, và một nghiên cứu sau đó cũng tìm thấy một loài khỉ độc mới, một loài cao 2 mét và được cho là có đặc điểm của vượn và tinh tinh. Một trong những khám phá trong tương lai có thể là quái thú huyền thoại Mokele Mbembe. Sinh vật này có thể là một con khủng long còn sống sót trong các khu vực chưa được khai thác của lưu vực. Mokele Mbembe có nghĩa là người ngăn chặn dòng chảy của các dòng sông. Điều này được đề cập trong các truyền thuyết trên toàn lưu vực. Mokele Mbembe là sinh vật bò sát bí ẩn, được cho là có cổ và đuôi dài linh hoạt. Nghe có vẻ nó giống với quái vật hồ Loch Ness huyền thoại. Nhìn chung, Mokele Mbembe được cho là có làn da mịn màng, màu nâu xám, có sừng trên đầu với chiều dài khoảng 10,5 m. Tuy nhiên, một số báo cáo đã chỉ ra rằng nó có kích thước của một con voi khoảng 2,1 feet. Các tài liệu khác nói rằng Mokele Mbembe sống trong các hang động trong lưu vực và sau đó đi ra để kiếm ăn. Một số người tuyên bố rằng đó là động vật ăn cỏ, nhưng nó hung dữ và sẽ giết chết cá sấu, hà mã và voi. Những người khác đã nói rằng đó là một động vật ăn thịt đáng sợ. Đã có một số báo cáo về việc nhìn thấy Mokele Mbembe trong suốt những năm qua. Lần đầu tiên là vào năm 1776, nhà truyền giáo người Pháp Levin Bonavoie Proyac ở gần sông Congo vào thời điểm đó. Ông bắt gặp những dấu chân động vật khổng lồ có đường kính nhỏ hơn 1 mét, bao gồm cả đường viền móng vuốt, cao gần bằng một con linh dương. Đó không phải là lần duy nhất con người vấp phải những dấu chân kỳ quái. Trong công viên Creta Sios của Bolivia, có cả một bức tường với hơn 5.000 dấu chân của nhiều loài khủng long khác nhau bị ép vào đá. Năm 1909, tự truyện Beast and Man được phát hành bởi thợ săn thủy quái người Đức là Karl Hagenbeck. Ông mô tả một câu chuyện đã nghe được ở Rhodesia về một con vật nửa voi nửa rồng, giống với mô tả của Brontosaurus. Ông đã đi tìm con quái vật này nhưng không thể xác định được vị trí của nó. Khi cuốn tự truyện của ông ra đời, tờ Washington Post đã viết một câu chuyện vào năm 1910, được gọi là Brontosaurus vẫn còn sống. Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của công chúng về Mokele Mbembe. Không có bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của nó, nhưng vẫn không ngăn được mọi người cố gắng truy tìm Mokele Mbembe. Vào năm 1980-1981, nhà sinh vật học đã nghỉ hưu người Mỹ là Roy McCann đã dẫn đầu các cuộc thám hiểm vào Congo để truy tìm sinh vật huyền thoại.
Marken rất quan tâm đến việc cứu các sinh vật được đề cập trong văn hóa dân gian. Trong khi Marken chưa bao giờ tận mắt thấy Mekeller Mbember, ông đã thu thập nhiều câu chuyện khác nhau từ người dân địa phương về sinh vật huyền thoại này. Với tất cả sự phấn khích, một đoàn làm phim Nhật Bản đã cố gắng theo bước chân của Marken. Họ đã có thể làm một việc mà Marken không thể làm, ghi lại cảnh khủng long còn sống. Cảnh quay cho thấy một số loại sinh vật đi qua hồ. Nhiều người tin rằng đây là bằng chứng của Mekeller Mbember. Có một số suy đoán rằng nó có thể là một con cá sấu, hoặc một con voi, hoặc một người nào đó trong một chiếc cano. Tính đến năm 2011, hơn 50 cuộc thám hiểm đã được tiến hành để tìm ra Mekeller Mbember. Với mức độ thành công khác nhau giống như Bigfoot, hầu hết các bức ảnh chụp Mekeller Mbember đều mờ và khó xác định. Nhưng đã có rất nhiều tuyên bố về việc nhìn thấy con vật này. Mekeller Mbember thường được so sánh với Brontosaurus. Từ đầu đến đuôi, Brontosaurus được cho là có chiều dài 22m với trọng lượng lên tới 2,2 tấn, gần bằng trọng lượng của 4 con voi rừng châu Phi. Loài động vật ăn cỏ này được cho là đã sống cách đây khoảng 150 triệu năm. Brontosaurus sống trên đất liền, trái ngược với Mekeller Mbember được tuyên bố là đã sống lang thang ở những nơi có nước. Không có con khủng long nào chỉ thích nghi với đời sống dưới nước, mà một số con chỉ xuống nước để tìm con mồi. Với ý nghĩa đó, chúng ta có thể cho rằng Mekeller Mbember là con lai, gần như là con lai giữa Brontosaurus và Plesiosaurus. Nó có thể là một con Baryony. Những con thú này được cho là những con khủng long đầu tiên được phát hiện tìm sinh loài với thức ăn chính là cá. Baryony được ước tính cao gần 10 mét, gần bằng hai con hươu cao cổ trung bình xếp chồng lên nhau. Được rồi, chúng ta hãy quay lại phần đầu của video với những con khủng long nhỏ. Chỉ cần nhìn vào những sinh vật hùng vĩ này, có bao nhiêu bạn tin rằng đây là bằng chứng cho thấy những con khủng long được cho là tuyệt chủng thực sự vẫn còn tồn tại? Tin xấu là do kích thước của những sinh vật này, chúng không có khả năng là khủng long thực sự. Trên thực tế, nếu chúng ta tua ngược đoạn phim, chúng sẽ ngay lập tức trông rất khác biệt. Rõ ràng những sinh vật nhỏ này được bao phủ bởi một lớp lông. Chúng không phải là khủng long mà là giống mèo Quati. Những động vật này có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Vì đoạn phim bị đảo ngược nên đuôi của chúng trông như những chiếc cổ dài, với hình dạng và kích thước đầu của chúng lại trông giống như đuôi của một con khủng long. Nhưng video này là giả không có nghĩa là Mekeller Mbember cũng vậy. Trên thực tế đã có một số lần, động vật từ văn hóa dân gian đã được chứng minh là tồn tại. Bắt đầu với thú mỏ vịt, vào năm 1798, nước Anh đã được gửi đến một bức phác họa và một tấm da từ thú mỏ vịt ở Úc. Họ bác bỏ vật mẫu và nghĩ đó là một trò lừa bịp. Năm 1799, một mẫu vật của loài thú mỏ vịt đã được gửi đi. Ngay lập tức các nhà khoa học tin rằng nó cũng bị làm giả. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã biết thú mỏ vịt tồn tại. Điều tương tự với kỷ đột, trong một thời gian rất dài, mọi người đã hoảng sợ cho những câu chuyện về những quái vật lông lá to lớn, hình dạng như con người, tấn công các trại thám hiểm. Mãi đến năm 1847, khi bác sĩ Thomas Chavez và nhà tự nhiên Geoffrey Wyman thu được bằng chứng về kỷ đột, họ đã xoay sở để có được bàn tay và bộ xương của linh trưởng. Có một số người dân ở lưu vực Congo hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của Mekeller Mbember. Họ đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn, đưa ra lời khuyên cho những người xuống nước và gặp phải Mekeller Mbember. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy thứ gì đó di chuyển trong nước phía sau hai anh chàng. Có thể nào là Mekeller Mbember xuất hiện vào đúng thời điểm đó? Nếu có một công nghệ quét quy mô lớn có sẵn để tìm kiếm bằng chứng, thì chúng ta có thể nhận được câu trả lời. Nhưng thật không may, công nghệ hiện tại lại khá tốn kém, tốn thời gian và phạm vi nhỏ hơn. Một số công nghệ hiện nay đã được sử dụng để thử và xác định vị trí con quái vật hồ Loch Ness. Tuy nhiên, diện tích hồ Loch Ness chỉ 35 km², nhỏ hơn rất nhiều so với lưu vực Congo. Với rất nhiều nguy hiểm trong lưu vực, đây không phải là nơi thích hợp nhất cho con người, đặc biệt là trong thời gian dài. Hơn nữa, tại các khu vực rộng lớn của lưu vực Congo vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn trong nhiều thập kỷ. Nhưng khi các nghiên cứu vẫn được tiếp tục, cuối cùng chúng ta vẫn có thể nhận được câu trả lời về Mekeller Mbember, ít nhất trong một vài thập kỷ nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Bạn thấy những bằng chứng trên đây thế nào? Nếu mà có ý kiến kiếm khác hãy cho mình biết trong phần bình luận nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh để có thể cập nhật những video hay và thú vị nhất từ kênh Khám Phá Huyền Bí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.